Ta-da, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Kiki Go của mình. Hôm nay, ai dậy sớm chạy bộ? Sẽ có 10 người yêu. Còn mình dậy sớm, mình không tham lam, mình chỉ cần một người yêu chất lượng là đủ. À, nói với tôi giờ này là vẫn còn ngủ tại giờ hôm qua. Xách xe rồi quận nhất coi pháo bông nha mọi người. Tôi quay như vậy không phải là tôi khởi động xong rồi tắt máy quay đi lên hầu ngủ nha. Tại vì cái khúc chạy là không mau quay cho tôi, nên tôi đành quay cái khúc khởi động và chạy thôi. Mọi người tin tôi mà đúng không? Những năm gần đây thì những quyển sách mình mua thường là về sức khỏe y khoa. Và sau một lần trò chuyện với chị đồng nghiệp á, thì mình lại càng cảm thấy được sự quan trọng của sức khỏe. Chị đồng nghiệp của mình có người thân phải chạy thận ở trong bệnh viện dưới quê. Mà vào dịp Tết á, thì bệnh viện của người thân của chị không đủ chỗ cho bệnh nhân chạy thận, nên người nhà của chị liên hệ nhờ chị ở thành phố á, thì kiếm giúp cái bệnh viện. Chị hầu như gọi hết bệnh viện của thành phố luôn, đa phần chỗ nào cũng nói là không còn giường nữa chị ơi. Mình mới hỏi là chạy thận là như thế nào vậy chị. Chị đã nói á, là cái cảm giác em nhịn tiểu 2 ngày trời, 10 ngày trời em sẽ như thế nào. Thì những người bị thận á, là thận của họ không còn hoạt động nữa rồi, là họ không thể đi tiểu tiện một cách bình thường nữa rồi. Mà mỗi ngày mình phải uống nước chứ phải không? Nếu mà mình uống mà mình không thải, cái bụng mình sẽ sình lên. Nên những người bị thận là phải chạy thận. Chỉ sau cái cuộc trò chuyện đó thì đều cảm thấy sâu sắc hơn tầm quan trọng của sức khỏe. Vì chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta vẫn ỷ lại vào cái việc là cái bệnh đó chúng ta không mắc phải đâu, chúng ta cứ lơ là với sức khỏe của chúng ta. Mình thì mình sẽ chọn ý thức ngay từ bây giờ, những ngày mình còn trẻ khỏe. Sức khỏe rất là quan trọng mọi người ạ. Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, làm được điều mà bản thân thật sự khao khát và mong muốn. Tuy nhiên cũng phải là dành thời gian ra để mà rèn luyện, tập luyện thể dục thể thao nha. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.